Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của chính phủ đã tiến hành kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn. Các đơn vị thi công báo cáo đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc của năm gói thầu ưu tiên xây dựng tuyến thoát nước và đường giao thông. Hiện các ngành chức năng của tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thành trong tháng 10 tới. Đối với công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, giai đoạn ưu tiên giải phóng mặt bằng hơn 1.800 hecta trước đã được thu hồi gần 1.200 hecta của tổ chức. Riêng diện tích hơn 630 hecta của hơn 1.000 hộ gia đình cá nhân đã phê duyệt diện tích hơn 90 hecta với số tiền bồi thường hỗ trợ hơn 430 tỷ đồng. Phần diện tích còn lại sẽ bàn giao trong quý 4 năm nay. Sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thông tin chi tiết buổi làm việc của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo